Chào các bạn ạ. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2024. Chúng ta đón ngày đầu tiên của năm mới. Xin chúc các bạn một năm nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Thì bây giờ mình đang xuống cái khu dưới chỗ mình tí. Khu này mình qua các bạn nhiều lần rồi. Thì bây giờ mình đang đứng ngay góc ngã tư các bạn này. Ở trước chỗ này là công viên mình qua với các bạn nhiều lần rồi đó. Bây giờ mình thấy có mấy chủ ở đây người ta thuê nguyên một mảnh đất rất là lớn để họ trồng hoa. Hoa này là hoa phục vụ cho Tết các bạn. Đó, mình thấy hoa đã lớn và một số đã nở bông rồi các bạn này. Không biết rằng nở như vậy là có sớm hay là không. Mình thấy một số cây đã nở rộ ở trơn rồi. Nhiều dòng hoa ở đây mình thấy nở trơn rồi các bạn này. Ở đây cũng nở hết này, nó nở hết rồi. Tết thì còn hơn tháng nữa. Không biết như thế nào mình thấy nở trơn rồi. Thông thường những cái lò hoa này là thời gian nó lâu lắm. Hoa này là cho ra duyên nó mới tàn, thậm chí là tháng 2, tháng 3 nó mới tàn. Đó các bạn ha, đó. Khu chỗ mình đất trống nhiều lắm. Các chủ vườn hoa mình thấy họ thuê, họ trồng hoa rất là nhiều. Trên khu chỗ mình có mấy đốm mình qua cho các bạn đấy. Khu đất ở đây làm công viên quá đẹp, quá đẹp luôn các bạn, là nó bốn mặt tiền rất đẹp. Những nhà nào mua được cái lô gác này rất đẹp các bạn này. View công viên cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ dân thưa chúng ta thấy như vậy thôi, chứ còn sau này các bạn hãy tưởng tượng dân đông á là ở nó sướng lắm. Lô góc này mở buôn bán được nè, vì công viên. Hay là nhà này có ba lô đất rất đẹp. Ba lô đất quá đẹp luôn các bạn ha, đó, ba lô. Đất ở đây chiều sao đã lắm. Chiều sao như được 22 mấy chứ. 22 mấy là 25 mấy vậy đó. Sao thăm thảm chiều trâu. Chiều ngang rộng nữa, làm biệt thự rất đẹp. Nhìn ra công viên thoáng, cực kỳ thoáng luôn. À, lô góc này rất đẹp này, đó. Lô góc này trước không biết ai mua. Mua thời điểm mà trước năm 2018 thì giá rẻ thôi chứ không đắt. Còn mua từ năm 2018-19 là giá đã lên cao rồi. Lô góc này quá đẹp các bạn ạ. Nhà này người ta sai cho Trung Quốc thuê các bạn này đó. Rồi, ngày nay cập nhật đến với các bạn một số thông tin ạ. Ngày nay mình đọc báo mình thấy giá vàng giảm sao lắm các bạn, giảm sốc luôn á. Vàng SJC bữa nay còn có 69 triệu đồng một lượng. 69 triệu đồng một lượng. Còn chúng ta mua thì tầm tầm khoảng 73 triệu đồng một lượng. Các bạn thấy lỗ kinh không? Chỉ có trong vòng tuần lễ mà đã lỗ 11 triệu đồng một lượng rồi. Chỗ này hình như là chuẩn bị họ xây nhà các bạn này, đó. Phía sau này nó có một cái đường lùn khoảng khoảng 1m2 á. Có đường lùn đã lắm các bạn. Thứ nhất là gió nó thông thường, thứ hai là chúng ta mở cái cửa sổ phía sau á.
mở cửa sao không thoáng, lỡ có việc gì là chúng ta mở ra thoát hiểm. Đó. Lắp điều hòa hay là làm cái gì cái sao rất là tiện. Chỗ này chuẩn bị lụm nhà này, mình thấy họ cắm móc này, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ rồi. Khu như này thoáng lắm các bạn, rộng rãi thoải mái, có những cái lô gác to rộng mênh mông luôn. Ở dưới này một lô là 125 m². Chị ngang 5 mấy, chị sau 25 mấy. Nếu diện tích như vậy mà đổi ngược lại là nó rất là đẹp. Ví dụ như chiều ngang 7 mấy, chiều sau cắt ngắn lại cũng 125 m², nhưng mà bù lại cái chiều rộng nó sướng lắm. Còn Việt Nam mình là cứ chia theo chiều dài, chiều ngang 5 mấy, chiều sau 25 mấy. Có nhiều khu tái định cư là chiều sau đến 30 mấy, xa quá không sướng các bạn. Mình cần cái chiều ngang rộng để mình làm nhà ăn đẹp, thế còn chiều sau nó bất lợi lắm. Đó, dưới này các bạn thấy rộng rãi thoải mái, thoáng đẳng vô cùng, rất là đẹp. Như vậy là những người mua vàng là đang bị lỗ các bạn ạ. À, ngày nay mình đọc có tin là theo đánh giá của nhiều tổ chức á, vàng năm nay nếu có lên đi chăng nữa cũng không lên bao nhiêu hết, có xu hướng giảm nhiều hơn. Những người mà đu vùng đỉnh là khó có khả năng về bờ trong năm nay lắm. Và năm sau có biến cố gì đó, nó tan lên thì bán ra lại chốt lời hoặc là gỡ lại vốn, chứ còn để như thế này là có khả năng là vàng nó còn giảm nữa. Đó, dưới này thoáng, chim chóp nó nhiều, đã lắm. Chủ đề ngày nay mình nói với các bạn rằng trong năm nay chúng ta đầu tư kênh nào thì mình chia sẻ với các bạn rồi đó. Trước hết chúng ta hãy nhìn về vĩ mô trước. Vĩ mô năm nay có những điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải lưu ý, đó là lãi suất thấp. Lãi suất thấp là một xu hướng không thể đảo ngược lại ở tầm quốc tế rồi đó. Quá trình hạ lãi suất bắt đầu từ năm 2024, các bạn nhớ là từ năm 2024, và đỉnh điểm của việc hạ lãi suất nó rơi vào năm 2026. Đó. 24 thì giảm vài đợt thôi, 25 giảm nhiều hơn, và đặc biệt là năm 2026 giảm nhiều hơn nữa. Như vậy là đỉnh tăng trưởng nền kinh tế có khả năng nó rơi vào năm 2026-27. Cái này là theo quy luật kinh tế các bạn. Khi nó đã tăng nóng lên thì các ngân hàng sẽ tăng lãi suất, hoặc là lạm phát nó tăng thì các ngân hàng sẽ tăng lãi suất. Tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, kiềm chế giá cả lại. Nói chung là kiềm chế tốc độ tăng trưởng nền kinh tế. Đó. Sau khi kiềm chế thời gian nó cũng rớt xuống giá, rớt xuống xong rồi lại phải phục hồi lại, phục hồi thì phải hạ lãi suất lại. Nó chu trình kinh tế nó đi theo cái hướng như vậy, nó đi theo cái hình sinh, nó lên xuống lên xuống lên xuống liên tục như vậy. Nhưng mà nó càng ngày nó càng có xu hướng đi lên. Hình sinh này là hình sinh đi lên chứ không phải là hình sinh đi ngang, hay là nó có xu hướng nó giảm. Hình sinh nó đi lên đó. Khi lãi suất giảm thì các hoạt động kinh tế sẽ quay trở lại và dần dần phát triển một cách mạnh mẽ. Các doanh nghiệp sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm. Người dân có thu nhập, người dân có tích lũy, doanh nghiệp tích lũy. Thì các tài sản gọi là rủi ro nó sẽ lên giá, trong đó có bất động sản.
Như vậy là năm 2024 là cái năm để đi sang. Còn thị trường nó chưa có lên được đâu. Thị trường bất động sản nó chưa lên được. Năm 2024 là cái năm mà chúng ta phải hết sức lưu ý và chú tâm chịu khó. Khi mà nó có dấu hiệu nó chớm lên là chúng ta vào ngay thị trường. Đừng có để nó chạy nhanh quá. Khi mà nó đã chạy, nó hồi phục khoảng 30-50% chúng ta vào thì cũng ổn thôi, chẳng có điều gì hết. Tại vì nôm na là thị trường bất động sản, cái sóng của nó kéo dài từ 2 năm đến 3 năm. Vào cái thời điểm mà nó đã tăng 30-50% thì lúc đó là chỉ tính đến cái chuyện là lướt sóng thôi, chứ không có ôm dài hạn. Còn ôm dài hạn là ôm tại cái thời điểm nó vừa nhớm lên, hoặc là thời điểm nó đang đi ngang lình xình như thế này này, thì chúng ta ôm chờ 2 năm, 3 năm nữa. Như vậy là năm 2024 là một trong những năm cực kỳ quan trọng. Chúng ta phải chịu khó đi khảo sát lại tất cả các thị trường trước đây chúng ta đi đầu tư, thì chịu khó đi thăm dò lại xem như thế nào. Năm 2024 là một năm của thị trường chứng khoán. Khi nào lãi suất thấp, lãi suất hạ thì thị trường chứng khoán là cái nó phản ứng nhanh nhất, nó chạy trước nền kinh tế. Năm 2024 sẽ là một năm kinh tế hồi phục thôi, nhưng mà thị trường chứng khoán nó đã tan một đoạn rồi. Đó. Gọi là ảnh là cầm đàn chạy trước ô tô là như vậy đó. Chúng ta để ý, chúng ta thấy á, khi ngân hàng đưa ra những cái thông tin về hạ lãi suất á, hạ ở đây là hạ tỷ lệ tiền gửi, chứ còn mà đi vay là lãi suất nó vẫn còn cao. Nhưng mà chỉ cần nghe thông tin như vậy là thị trường nó đã phản ứng rất là nhanh, giá cổ phiếu nó tăng về vèo đó. Chứ còn thực tế các doanh nghiệp người ta vay là họ vẫn trả lãi suất cao. Đúng là đi xuống cái này thoáng đã ghê các bạn ơi. Cái đều cỏ mọc ôm tùm đó. Đang không biết người ta làm cái gì mà còn nó trống đã ghê. Nếu đây làm công viên thì càng thoáng nữa, càng đẹp nữa. Các bạn thấy không? Đất nó dài mênh mông đó. Dài mênh mông, rộng rãi thoải mái vô cùng. Ở đây rất là sướng các bạn. Như vậy là năm 2024 các bạn lưu ý cho mình một trong những cái điều cực kỳ quan trọng, đó là lãi suất thấp. Lãi suất thấp thì các hoạt động kinh tế sẽ quay trở lại, nền kinh tế sẽ dần dần hồi phục và tăng trưởng trở lại. Kênh chứng khoán sẽ là kênh hưởng lợi đầu tiên và tăng tốc nhanh nhất. Sau đó vài ba năm sau, khi nào nền kinh tế đã phát triển nóng, tiền nó ra rào rào rồi, thì lúc đó là nó sẽ chảy vào các kênh bất động sản. Cho nên chúng ta mua là mua từ năm 2024-2025 để đón đào thị trường bất động sản nó tăng, nó sốt trở lại năm 2026-2027-2028 đó. Còn khi nào chúng ta vào muộn quá, chúng ta biết thông tin chúng ta vào muộn, thì lúc đó tính đến phương án là lướt sóng thôi. Lướt sóng có nghĩa là chúng ta cạp tiền và chúng ta tìm cái mối, chúng ta bán lại ngay, chứ không có ôm dài hạn, không có vào tiền. Ở Việt Nam mình những cái lô mà ngay ngõ ba này các bạn này, thì thông thường là Việt Nam mình kiên cử lắm, cho nên mua là chúng ta tránh cái lô mà con đường nó đâm thẳng vào nhà. Việt Nam mình rất là kiên cử, ít nhất là chúng ta phải mua cái lô hơi xíu xé xé một tí. Những cái lô mà có ngõ ba này nó đâm thẳng vào nhà là rất là khó bán, mua khó bán lắm. Ở thì người ta nói rằng chỉ người già ở thôi, chứ còn người trẻ ở là họ cũng rất là kiên cử. Cho nên chúng ta mua là phải lưu ý. Đó.
hâm hương bất động sản có nhiều cái phải theo cái phong tục tập quán người Việt Nam mình nữa, hay là những cái lô mà nó trúng trụ điện này các bạn này đó, là chúng ta cũng phải lưu ý đó, lô cắn trụ điện này đó, trụ điện này đó. Thông thường những cái lô mà nó dính trụ điện như thế này là nó rớt giá đó, 50 đến 100 triệu đồng một lô. À, cho nên những cái lô nào mà dính cống này, dính trụ điện này, cái lô nào mà nó dính ngõ ba đường là chúng ta phải hết sức lưu ý. Khi đi đầu tư là chúng ta tránh mua những cái lô như vậy. Ở thì chúng ta có khả năng là xem xét. Ở thì mình không kiên cử thì mình ở vô tư không có vấn đề gì hết. Mà khi đi đầu tư nghĩ là chúng ta mua rồi, chúng ta bán lại. Bán lại thì chúng ta chọn những cái lô đẹp nhất. Tuy nó cao giá một tí nhưng mà sao là chúng ta dễ bán. Cho ngàn đi tập thể dục xuống dưới này thấy một vài cảnh hay hay quay gửi đến các bạn như vậy. Rồi ngày đầu năm không có gì, chúc các bạn có nhiều sức khỏe. Chúc một năm nhiều may mắn và thành công. Bye chào các bạn.